cười là yếu tố tạo nên tập thể 12C3. Khi nghe đến tập thể 12C3, chắc rằng bạn đang tự hỏi trong tập thể ấy có gì đặc biệt đúng không? Vậy hãy cùng nhau khám phá nào! Trong tập thể 12C3 có 37 thành viên với mỗi người một cá tính riêng biệt. Đầu tiên, không thể không nhắc đến người dẫn đầu có những trò quậy phá trong lớp. Lớp trưởng liên lùn, mang danh lớp trưởng thế đấy, học giỏi thật đấy, nhưng thầy cô nào cũng phải than, ôi trời, khi nhắc đến tên và sát cánh với cậu lớp trưởng, ấy là dàn hot boy của lớp, siêng học nhưng cũng rất siêng quậy và đùa giỡn, nói chuyện và cả ăn vụng nữa. Bước vào cửa lớp, bạn sẽ được các hot boy đón tiếp bằng nụ cười chói lòa như ánh mặt trời, còn gì bằng nỗi đây. Nhưng nổi bật nhất là Tuấn Nhẽo luôn luôn nói ra những câu nói bá đạo trên từng hạt gạo để chọc thầy cô, bạn bè và nhất là cô Tiên Dễ Lý. Cô chỉ biết cười và bó tay trước cậu Nhẽo ấy thôi. Và nếu như đã nhắc đến dàn hot boy của lớp, vậy thì không thể không nhắc đến dàn hot girl xinh đẹp, chân dài đến nát, khiến cho bao anh điên đổ. Cứ nghĩ những cô gái hot girl này rất ngoan ngoãn và chăm chỉ, nhưng thật ra không kém gì với anh hot boy của lớp đâu nha, chỉ là không bằng mà thôi. Và trong một tập thể không thể thiếu những thành viên đặc biệt như là Trung Việt, thần không cuộc bài, ba đồ. Những thành viên đặc biệt như là Trung Việt, thần không cuộc bài là đây. Ba đồ anh chào với gương mặt mộng nhẫn hay tạo tiếng cười cho lớp mỗi lần lên trả bài. Xuân Trường và Quốc Tân là những bạn nam rất rành về công nghệ và được mệnh danh là IT của lớp. Qua lời giới thiệu, cứ như là lớp ngôi sao ấy nhỉ. Và khi nhắc đến 12C3, chúng ta không thể quên được hình trưởng tài ba, thầy Trần Văn Lê, một giáo viên tận tình với học sinh, tận tụy với nghề, luôn sẵn bước và quậy hết mình với lớp học trong những trò vui chơi, luôn nghiêm túc trước những khi giảng bài. Khi học sinh không thuộc bài, thầy phân rạch điểm sai cho học sinh, hay khi học sinh làm gì đó sai, và cả thầy Hòa, thầy Văn, cô Diễm rất nghiêm khắc với chúng mình trong việc học, làm sao để chúng mình có kết quả tốt nhất. Nhưng nào đâu chỉ có vậy, thầy cô còn tuyệt vời hơn thế, khi không chỉ là tròn vai của một giáo viên trên bục giảng mà còn trở thành những người thầy của chúng mình trên đường đời. Mặc dù lớp chúng mình thường khắc phục bài, quậy phá, tiếng thầy cô phiền lòng và trách mắng, nhưng chúng mình đâu chịu hiểu nổi nỗi buồn của thầy cô, thậm chí chúng mình còn giận thầy cô và thầm rằng tại sao thầy cô lại nghiêm khắc như vậy. Nhưng chỉ là do thầy cô lo lắng cho chúng mình, lo cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trước mắt nên mới phải nghiêm khắc để chúng mình có được điểm số như mong đợi. Cảm ơn thầy Lê, thầy Hòa, thầy Văn cùng với cô Diễm đã giúp cho chúng em trong suốt 12 năm học vô cùng gian khổ. Thật sự, ngoài hai tiếng cảm ơn và xin lỗi, chúng em không biết nói gì thêm. Cảm ơn thầy cô, những người cha, người mẹ thứ hai của chúng em về tất cả mọi thứ mà thầy cô đã làm cho chúng em. Và xin lỗi vì chúng em đã không cố gắng học mà chỉ biết quậy phá. Chúng em thật sự rất biết ơn thầy cô vì đã kề vai sát cánh cùng chúng em đi gần hết đoạn đường này. Cảm ơn thầy cô đã không buông xuôi tập thể 12C3. Chúng em xin hứa sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tâm nguyện của thầy cô, của bố mẹ và của bản thân mình nữa. Chẳng còn bao lâu nữa, mỗi đứa một ngã, sau này nếu còn gặp lại nhau, vậy nên hãy trân trọng, yêu thương nhau và giúp đỡ nhau trong học tập thật tốt. Thời gian là vô giá, vì đã trôi đi thì không thể níu lại được. Hãy tạo cho nhau những kỷ niệm đáng nhớ, để sau này kỷ niệm ấy sẽ mãi tua chậm chậm trong trái tim của mỗi người, không bao giờ đứt đoạn. Chúc các bạn gặp nhiều thành công trên con đường mà mình đã chọn. Và xin hãy nhớ, chúng ta mãi mãi là bạn, mãi mãi là anh em nhé. Thank you.
xin mời thầy Ngô Vĩnh Tường đá lại sân khấu để tiếp tục trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 12 cho các em học sinh. Thank you.